các bị cáo trong ngày xét xử sơ thẩm lần 1. Các bị cáo này bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điểm b khoảng 2 điều 356 Bộ luật Hình sự. Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt 5-10 năm tù giam. Các bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Đỗ Khắc Hưng, cán bộ phòng bảo vệ chính trị nội bộ 33, Công an tỉnh Sơn La, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoảng 1 điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt cải tạo không kiềm hãm đến 3 năm, hoặc tù 1-5 năm. Ngoài 8 bị cáo và 10 luật sư đăng ký bào chữa, hội đồng xét xử triệu tập 48 người có quyền lợi và trách nhiệm liên quan, người làm chứng, đa phần trong số đó là các phụ huynh có con được nâng điểm. Có 8 bị cáo trong vụ án này, trong số đó có 3 bị cáo đang bị tạm giam. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã được mở vào ngày 16 tháng 9 nhưng buộc phải hoãn theo đề nghị của Viện Kiểm sát và các luật sư do chỉ có 4 người được triệu tập có mặt, 22 người có đơn xin xét xử vắng mặt, những người còn lại vắng mặt không lý do. Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác vì mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, liên kết với nhau thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm, in khóa phát dòng 1 và dòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh. Cụ thể, Trần Xuân Lính với nhiệm vụ là tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và chịu trách nhiệm về hậu quả chấm thi trắc nghiệm. Bị cáo Lính đã làm trái nhiệm vụ được giao, nhận thông tin của 13 thí sinh, chuyển cho Nga để sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh, đồng thuận cho phép Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thùy, Cầm Thị Buôn rút bài thi sửa nâng điểm. Mặc dù Lính không trực tiếp nhập cuộc việc sửa bài thi nhưng Lính đã tạo điều khiếu nại từ việc không hướng dẫn niêm phong lại ngay các bài thi sau khi quét, để các đồng phạm thuận tiện thực hiện việc rút, sửa bài nâng điểm và quét lại bài thi trong các ngày 29 tháng 6, 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7, 3 tháng 7 năm 2018. Khi thanh tra kiểm tra, Lính hướng dẫn Nga che giấu hành vi tội trạng bằng cách xóa án nghiệp liệu trên máy tính. Nguyễn Thị Hồng Nga là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, được giao cùng Thúy thực hiện việc quét can, chấm điểm bài thi. Trong thời gian chấm thi, Nga đã trực tiếp và thông qua Trần Xuân Yến, Đặng Hữu Thùy, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hương, Đinh Hải Sơn tiếp nhận thông tin của 40 thí sinh, thực hiện việc rút bài, sửa nâng điểm các môn thi trắc nghiệm, cùng Thúy thực hiện việc xóa, quét lại bài thi đã sửa. Ngoài ra, Nga còn cùng với Nhàn, Huynh rút khóa phát môn thi tự luận để tác động nâng điểm cho 12 thí sinh. Nga cũng là người chủ động thống nhất với các bị can về thời gian cùng nhau đến địa điểm để rút bài thi mang về nhà Thủy sửa, sẵn sàng phương tiện cho việc sửa chữa bài thi. Khi bị thanh tra, kiểm tra, Nga đã che giấu hành vi tội trạng bằng cách xóa án nghiệp liệu trên máy tính. Sau khi tội trạng, Nga đã nhận 1,04 tỷ đồng và đã nộp lại 1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Lò Văn Huynh là phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm thi môn tự luận ngữ văn. Huynh trực tiếp nhận thông tin của 7 thí sinh nhờ nâng điểm và cùng Nga, Thủy, thực hiện việc rút bài thi, sửa nâng điểm cho 32 thí sinh. Ngoài ra, Huynh còn cùng Nga, Nhàn cung ứng khóa phách, tác động nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh. Huynh đã nhận từ các đối tượng 1 tỷ đồng để làm việc này. Đặng Hữu Thủy là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, được giao cùng Nga thực hiện việc quét can, chấm điểm bài thi. Thủy đã nhận thông tin của 4 thí sinh nhờ nâng điểm và đã cùng Nga, Huynh rút các bài thi mang về nhà Thủy để sửa điểm, cùng Nga thực hiện việc xóa, quét lại bài thi đã sửa. Cầm Thị Buôn là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm và đã nhận thông tin của 1 thí sinh nhờ nâng điểm. Cùng Nga, Thủy, Huynh rút các bài thi mang về nhà Thủy để sửa, nâng điểm. Đã nhận 440 triệu đồng từ việc này. Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo bình an trật tự khu vực chấm thi. Nhưng Sơn đã làm trái công vụ, nhận thông tin của 2 thí sinh để nhờ Nga và Huynh nâng điểm. Sơn đã 2 lần cho phép Nga, Thủy, Huynh vào phòng xử lý bài thi trắc nghiệm rút bài thi để sửa nâng điểm. Nguyễn Thanh Nhàn, phó trưởng ban phụ trách được giao phụ trách chấm dòng 1.
Trong thời gian thực hiện công tác chấm thi, Nhàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận thông tin của 4 thí sinh chuyển cho Nga sửa bài thi nâng điểm các môn trắc nghiệm. Nhàn cung ứng khóa phách của 12 thí sinh chuyển cho Win để Win tác động nâng điểm môn ngữ văn, trong đó có cả 4 thí sinh Nhàn nhận giúp. Bị cáo còn lại là Đỗ Khắc Hương, là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo bình an trật tự khu vực chấm thi. Tuy nhiên, Hương đã làm trái công vụ, nhận thông tin của một thí sinh nhờ Nga nâng điểm. Hương cho Nga, Thủy, vào phòng xử lý bài thi trắc nghiệm rút bài thi để sửa nâng điểm.